Vào khoảng 14 giờ chiều ngày hôm qua, 30 tháng 7, 2014, cháu Võ Thị Bảo Ngọc, 12 tuổi, học sinh lớp 5 trường tiểu học Thạch Mỹ, được bố mẹ là ông Võ Tá Huệ và bà Lê Thị Thi ở giáo họ Đông Kỳ, xứ Vĩnh Lộc, thuộc thôn Đại Yên, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cho về bà ngoại chơi. Tại đây, em đã được 4 người anh em họ hàng cùng lứa tuổi đều ở giáo họ Vĩnh Xuân, xứ Xuân Tình, thuộc thôn Đông Thắng, xã Mai Phụ, rủ nhau đi tắm ở bãi Âu Thuyền Mai Lâm. Do chủ quan, không để ý đến sự thay đổi của mực nước thủy triều dâng, nên trong lúc mãi vui chơi dưới nước, hai bé gái là Võ Thị Bảo Ngọc và Lê Thị Hương Thảo đã bị hụt chân dẫn đến chết đuối. Ngay sau khi nhận được tin báo, đại diện lãnh đạo huyện Lộc Hà đã đến động viên thăm hỏi, vốn viếng, hỗ trợ gia đình có trẻ bị nạn 4 triệu đồng.